Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip ở một con sông rất là to cùng với lại rất là nhiều anh em đây. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều chai Coca, hơn 100 chai Coca đấy, rất là nhiều luôn. Bây giờ tôi sẽ buộc toàn bộ, dính toàn bộ 100 chai Coca này vào người và nhảy ra giữa sông để tắm xem là nó có nổi được không, ok? Đây, rất là nhiều chai Coca. Đó. Chính cống ấy. Giữa sông em ơi. Vâng, ra giữa sông. Chúng tôi đang ở trên thuyền. Chơi quăng. À đây gọi là phà. Trời, các bạn nhìn kìa. Đó, trời đang chuẩn bị mưa. Hy vọng là ra giữa sông trời sẽ không mưa. Chiếc đò để đi ra giữa sông. Sau khi mà ra giữa sông tôi sẽ nhảy xuống sông, ok. Có gì à, tôi mà làm sao thì anh em mà cao pha xuống cứu nhá. Ok. Bây giờ là chúng tôi sẽ chuẩn bị trước khi mà nhảy xuống phải vặn hết tất cả cái nút chai lại, bởi vì là sợ là nó bị lỏng thì nước nó sẽ vào, mà khi mà nước vào là tôi sẽ bị chìm, và khi mà bị chìm thì sẽ không còn gì để mà nói nữa. Đấy, mai là cúng luôn. Rồi, đang giữa sông ấy. Cẩn thận nhá. Có gì anh em xuống cứu nhá. Ok. Xuống cứu nhá. Đấy, đứng rồi, đứng chỗ anh Cường này, đứng chỗ anh Cường này. Nào này, em quay người lại, đấy, sốc người em lên. Rồi. Đâu. Đây nào. Ok. Thật sự cái lái bơi.